rất cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Bích. Và không biết là khi mà các bạn sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Quản lý Nanyang, như vậy thì bằng cấp của các bạn có được công nhận trên toàn thế giới hay không ạ? Về vấn đề bằng cấp thì tôi cũng xin được chia sẻ như sau. Khi mà sinh viên học thạc sĩ tại trường Quản lý Nanyang, sinh viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ do trường Đại học Ballarat của Úc cấp. Về chương trình học cũng như là bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên đang học tại Úc. Do vậy mà khi sinh viên học tại Singapore, các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí học tập cũng như là chi phí sinh hoạt rất là nhiều. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ thông tin thêm về trường đối tác của trường Nanyang, đó là trường Đại học Ballarat Úc. Trường này thì được thành lập vào năm 1870. Trường Đại học Ballarat là một trong những trường đại học tiến bộ nhất của nước Úc. Trường Ballarat còn được công nhận cấp quốc gia và quốc tế vì kết quả đạt được tại các trung tâm nghiên cứu tại trường và cách tiếp cận sáng tạo để học tập và phát triển. Trường Đại học Ballarat là thành viên của Hiệp hội các trường đại học liên bang, trên 25.000 sinh viên và khoảng 3.500 sinh viên quốc tế theo học. Trường được đánh giá năm sau về phương pháp giảng dạy tốt, rồi cách kết quả học tập đạt được sau đại học, về những kỹ năng chung, về sự thành công trong việc làm và kể cả về việc thỏa mãn các yêu cầu chung. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.